Xin chào quý khán giả của Carolina TV. Tuần lễ thứ 5 tháng 3 năm 2019, cuộc chiến cờ vàng tại Little Sài Gòn. Nhà báo Phạm Trần viết, Trần Hưởng lược thuật, Carolina TV thực hiện. Thưa quý vị, vào mỗi dịp 30 tháng 4, câu chuyện cờ vàng ba sọc đỏ hay là cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa lại được nhắc đến để nhớ về một quá khứ hào hùng của hàng triệu người Việt không cộng sản đã kiên cường chiến đấu bảo vệ trong 30 năm chiến tranh và sau 1975 ở nước ngoài. Nhưng năm nay 2019, sau 44 năm miền Nam Việt Nam bị cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm bằng võ lực, cuộc chiến bảo vệ cờ vàng lại bùng lên không đâu khác mà ở ngay tại Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tị nạn ở Orange County, California. Cũng oái oăm và chua chát là cuộc chiến tranh bảo vệ danh xưng Việt Nam và huy hiệu cờ vàng lần này không xảy ra giữa người Việt và ở Mỹ với Đảng Cộng sản Việt Nam, mà giữa phong trào hướng đạo của người Việt tị nạn có tên chính thức là Ủy ban Trung ương Quốc tế về Hướng đạo Việt Nam, viết tắt là ICCVS, tên gọi quen thuộc là Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam với tổ chức Boy Scout of America, viết tắt BSA, Hướng đạo Mỹ, có sự tiếp tay của vài hướng đạo gốc Việt ủng hộ kế hoạch này, muốn triệt tiêu ảnh hưởng của Hội đồng Trung ương Hướng đạo trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Nhưng từ 36 năm qua, kể từ khi được chính thức thành lập tại Costa Mesa, California, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 7, 1983, Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam là tổ chức người Việt tị nạn duy nhất đã kiên trì bảo vệ ngọn cờ vàng truyền thống của người Việt quốc gia trong các sinh hoạt họp bạn của hướng đạo tại hải ngoại. Theo trưởng Võ Thành Nhân, nguyên chủ tịch Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam hải ngoại, thì đã có 7.000 hướng đạo sinh nam và nữ và hướng đạo trưởng sinh đang sinh hoạt trên thế giới, đông nhất tại Mỹ với khoảng 5.000 hướng đạo sinh. Các tổ chức thành viên hướng đạo sinh hoạt trong Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam đã có mặt tại Canada, Pháp, Đức và Úc Châu. Từ ngày thành lập năm 1983, Hướng đạo Việt Nam hải ngoại đã tổ chức được 11 trại họp mặt toàn thể thế giới mà không gặp bất cứ khó khăn nào, kể cả việc tung bay lá cờ vàng bên cạnh cờ của quốc gia sở tại. Vậy tại sao chuyện lá cờ vàng lại rối lên trong sinh hoạt hướng đạo tị nạn trong những tháng đầu năm 2019? Nguyên nhân gây hoang mang xảy ra từ cuộc họp báo của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam vùng Tây Nam Hoa Kỳ sau lễ chào cờ đầu năm ngày 24 tháng 2 ở Garden Grove Park, California. Tin này nói rằng châu trưởng BSA Hướng đạo Mỹ, châu Orange County là ông Jeff Herman, ngăn cấm việc hướng đạo sinh Việt Nam không được mang cờ vàng ba sọc đỏ trên đồng phục hướng đạo và đòi giải thể Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Như vậy đây là lần thứ hai, chưa đầy 2 tháng, các lãnh đạo hướng đạo tị nạn miền Tây Nam Hoa Kỳ đã phải cầu cứu đến các lãnh đạo công dân cử, cộng đồng và báo chí xin giúp bảo vệ sự tồn tại của Hướng đạo Trung ương Hướng đạo Việt Nam ở địa phương, trong đó có huy hiệu với tên Việt Nam và lá cờ vàng. Cũng nên biết ông Jeff Herman chỉ là châu trưởng của BSA, tức hướng đạo Mỹ ở vùng Orange County. Ông ta không có quyền quyết định những gì BSA không muốn đối với Hội đồng
Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Nhưng cũng rất rõ qua một số buổi họp quan trọng với các lãnh đạo Hướng đạo Việt tị nạn, ông Herman đã tìm mọi cơ hội để thúc giục Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam nên gia nhập vào BSA thay vì đứng bên ngoài như hiện nay. Đối với hoạt động của Hướng đạo gốc Việt, nhóm đệ Herman xác quyết BSA Hướng đạo Mỹ chỉ cho phép đoàn sinh tham gia những sinh hoạt trại được Hội đồng Quản trị của Hội Hướng đạo Hoa Kỳ chấp thuận mà thôi. Sau cùng, phía BSA Hướng đạo Mỹ tuyên bố rằng cách tốt nhất để duy trì văn hóa và di sản người Mỹ gốc Việt là các trưởng ghi danh với BSA Hướng đạo Mỹ hãy tham gia vào Ủy ban Quốc gia Hướng đạo gốc Việt NVSC thuộc BSA Hướng đạo Mỹ. Riêng ông Jeff Herman thì nói có một cách bằng cách kiến nghị lên Ủy ban Đảng thứ Quốc gia. Nếu việc này sẽ là một cách để làm cho mọi người vui thì có một cách, tôi có thể là một người cổ động cho kiến nghị này. Rõ ràng chuyện phù hiệu Việt Nam và lá cờ vàng trên áo Hướng đạo tị nạn từ 36 năm qua đang bị đe dọa. Bởi theo lập luận của Nguyễn Tấn Đệ thì việc này phải do Hội đồng lãnh đạo BSA quyết định. Và việc này chỉ có thể được cứu xét khi nào Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam gia nhập vào BSA tức Hướng đạo Mỹ. Để tăng cường áp lực với Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam, vào ngày 13 tháng 3 năm 2019, Hội đồng Quốc gia Hướng đạo Mỹ BSA đã gửi một văn thư đến các trưởng Hướng đạo gốc Việt Nam thuộc BSA tức Hướng đạo Mỹ để nói về Ủy ban Quốc gia Hướng đạo gốc Việt BSA. Thư này viết rằng, Ủy ban Trung ương Quốc tế về Hướng đạo Việt Nam ghi chú thêm, hay còn gọi là Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam, không phải là một ủy ban của Hướng đạo Hoa Kỳ, tức BSA. Ủy ban, vai trò, mục đích và quy tắc hoạt động của Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam được thành lập tại cuộc họp tổ chức tại Costa Mesa, California, vào ngày 2 và 3 tháng 7 năm 1983 không còn giá trị. Nhiều trưởng và phụ huynh Hướng đạo gốc Việt tin rằng Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam được nối kết với Hướng đạo Mỹ tức BSA, nhưng thực tế không phải là như vậy. Phản ứng lại BSA và nhóm Hướng đạo Việt, Nguyễn Tấn Đệ, Lý Nhật Huy đã có một tuyên bố của Hướng đạo tị nạn phổ biến trên Internet ngày 22 tháng 3, 2019, cáo giác rằng năm 2018, Hội đồng Quốc gia BSA ra lệnh cấm các hướng đạo sinh Việt Nam không được mang trên đồng phục BSA cái huy hiệu Hướng đạo Việt Nam với lá cờ vàng, ba sọc đỏ, lá cờ di sản của cộng đồng Việt Nam. Và văn thư kết luận rằng đây là một toan tính nhằm độc chiếm một cái gì không thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của BSA, tức Hướng đạo Mỹ. Cuối cùng, văn thư kêu gọi, chúng tôi xin quý vị vui lòng ký tên vào bản thỉnh nguyện thư này để cho BSA biết rằng những hành động của Nguyễn Tấn Đệ đã làm thiệt hại cho Hướng đạo Việt Nam và uy tín của BSA, và rằng các đơn vị Hướng đạo Việt Nam cần một cố vấn khác, không phải là Nguyễn Tấn Đệ. Huynh trưởng Đặng Văn Việt, 99 tuổi ở trong nước, đã xác nhận với tác giả Phạm Trần, cho đến nay Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn chưa trả lời hai thư xin chính thức công nhận Hội Hướng đạo Việt Nam đề ngày 1 tháng 3 2011 và kiến nghị thứ hai đề ngày 15 tháng 5 2012 của 116 cựu hướng đạo trí thức đại biểu Quốc hội lão thành cách mạng
chuyên gia, nhà giáo vân vân xin Đảng và Nhà nước chính thức công nhận phương pháp giáo dục thanh thiếu niên theo quy trình 1946 của Hội Hướng Đạo Việt Nam. Như vậy, liệu có ai đoán được đường đi nước bước của Hướng Đạo Mỹ đối với Tổ chức Hướng Đạo Việt Tị Nạn, Hội đồng Trung ương Hướng Đạo Việt Nam, khi họ tìm cách làm lu mờ tổ chức này cùng với hai chữ Việt Nam và lá cờ xương máu nền vàng ba sọc đỏ của người Hướng Đạo Mỹ gốc Việt không? Trân trọng kính chào Trần Hưởng, Carolina TV.